Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay Đức Nhân TV sẽ chia sẻ các bạn cách tính tuổi làm nhà, lấy vợ, tránh tứ trụ kim nâu và phương pháp tính tứ trụ kim nâu theo phương pháp là theo Ngọc Hạp Chính Tông. Trước kia Đức Nhân TV đã có một cái video tính theo phương pháp của Thông Thư, thì hôm nay Đức Nhân TV chia sẻ các bạn một phương pháp khác là tính theo tứ trụ kim nâu theo phương pháp Ngọc Hạp Chính Tông để các bạn có cái sáng suốt lựa chọn theo phương pháp nào đúng nhất. Bởi vì tất cả hiện nay có rất nhiều phương pháp tính tứ trụ kim nâu hiện đang có trên các trang mạng và hiện đang lưu truyền trong nhân gian, nhưng mà chúng ta sẽ có dựa vào những yếu tố nào để chúng ta nó có tính chất khoa học, tính chất công thức nó chuẩn nhất để các bạn tham khảo, để sau này có mình quyết định cho mình sáng suốt để không bị mắc phải sai lầm. Cũng như bản thân mình là một người học giả nghiên cứu các sách, và có những sách mà cũng bị ghi do soạn giả hoặc là những tác giả dịch có thể nhầm hoặc sai, từ đấy cho nên những người độc giả chúng ta đọc mà không nghiên cứu kỹ thì có thể bị nhầm đến sai sót. Chính vì vậy là nhiều cái hiện tại thì một số cách tính bây giờ đang bị có thể là bị sai sót, mà rất nhiều người độc giả xem thấy nó góp ý rất nhiều, và mình đã tìm hiểu tới những bậc thầy nhiều tuổi, nhiều bậc thầy đã nghiên cứu rất sâu về cái cách tính về tứ trụ kim nâu. Thì hôm nay Đức Nhân TV sẽ chia sẻ các phương pháp tính tứ trụ kim nâu theo Ngọc Hạp Chính Tông để các bạn có một cái cơ hội nữa để tham khảo cái phương pháp tính của mình. Sau đây là phương pháp tính theo tứ trụ nâu theo Ngọc Hạp Chính Tông, các bạn theo dõi. Đây là bản ghi của tứ trụ kim nâu. Thì đầu tiên là các bạn di chuyển, đầu tiên là cung khôn là ghi từ số 10 các bạn, và quẻ thì có ba quẻ âm, tức là ba quẻ âm tức là vạch âm là thuần khôn, là khôn là đất các bạn nhé. Sau đấy các bạn di xuống trung cung đoài, đoài là 20 là có hai vạch dương và một vạch âm ở trên là cái đầm trạch. Tiếp ba là cung càn các bạn, là số 30 là chúng ta là có ba vạch dương là dương, và di chuyển sang tiếp cung trung thứ tư là cung khảm là có 40, là số 40 tuổi các bạn nhé, là có hai vạch đã đứt âm và vạch giữa là dương, đây là cung khảm tức là thủy, và di chuyển trung ương. Rồi ta theo chúng ta di chuyển là 50 nhé, trung tâm là ngũ nhập cung trung các bạn nhé, ngũ nhập cung trung. Tất cả phương pháp đều di chuyển sau khi tổng sẽ 50 sẽ đi vào giữa trung tâm nhé, đây là phương pháp tính tứ trụ kim nâu. Sau các bạn đi theo mũi tên, các bạn di chuyển vào 60 tức là cung cấn là 60 tuổi các bạn nhé, là trên một vạch dương và dưới một hai vạch âm là cấn các bạn. Tiếp là 70 là chấn, chấn tức là mộc, tức là ở phía đông các bạn nhé. Thì có hai vật âm ở trên và dưới là vạch dương, chấn tức là mộc. Tiếp theo là tốn các bạn, tốn thì là 80 tuổi các bạn nhá, thì là có hai vạch dương ở trên và vạch hai vạch một vạch âm ở dưới, tốn tức là gió các bạn. Và tiếp theo 90 tuổi thì các bạn di chuyển vào là cung ly, thì có hai vạch dương và ở hai bên và giữa là vạch quẻ âm, tức là 90 tuổi các bạn. Đây là cái theo tứ trụ kim nâu phương pháp Ngọc Hạp Chính Tông. Thì phương pháp khởi bốn góc, bốn góc tức là nhất kim nâu thân, nhất kim nô thân các bạn nhé, là kỵ chính bản thân các bạn nhé. Tất cả khi trừ chia 9 đều dư 1 các bạn nhé. Nếu mà tổng nó sẽ ra một là đúng nhá, một là kim nô thân. Ba là dưới các bạn này, nhị kim nô thê, tức là vào tổng là đều chia 9 đều dư 3 là số 3, tổng ra dư chia 3 à, chia 9 đều dư 3 là kim nô thê, là người vợ của mình. Và tiếp theo là tam kim nô tử là sát con, tức là tổng mà chia cho 9 mà dư 6, tức là 6 số 6 thế ra là sát tử các bạn nhé. Tiếp theo là tứ kim nâu là lục sát, là tổng chia đều chia cho 9 đều ra lục xúc các bạn nhé, đều ra chia cho 9 đều dư 8, tức là lục xúc tức là hại những con vật chăn nuôi các bạn nhé. Đấy là phương pháp. Còn ở khi mà mình chia đúng thì nó sẽ vào tất cả những tổng số là 1 3 6 8, nếu theo đúng câu quyết là tứ trụ kim nâu các bạn nhé, 1 3 6 8 tứ trụ kim nâu. Một thì là kỵ chính bản thân của người chủ làm nhà hoặc lấy vợ, ba là kim nâu là thê, và sáu là kim nâu tử là kỵ con của mình, và tám là kỵ về lúc xúc là nuôi các con vật trong gia đình mà mình làm lấy vợ hoặc làm nhà với làm đấy, thì các con vật nó sẽ bị khó nuôi hoặc nó hay chăn nuôi nó không hay bị bệnh tật hoặc hay chết chóc. Thì phương pháp di chuyển của phương pháp tính theo cái phương pháp này, ma phương di chuyển này, thì mình di chuyển các bạn cách tính ma phương nó đi như cái phương pháp bát cầm bát cửu trạch hôm trước các bạn nhé. Thì đều khởi từ cung khôn là số 10 các bạn nhé, là 10 tuổi thì khởi từ cung khôn và đi theo mũi tên các bạn. Bây giờ mũi tên các bạn đi theo mũi tên đây này, đấy. Tiếp theo là xuống cung đoài, xong đấy là vào cung càn, và từ cung càn di chuyển ra cung cung khảm, và từ cung khảm vào trung ương, và từ trung ương thì bắt đầu di chuyển vào cung cấn, và từ cung cấn lại đi theo mũi đồng hồ thì về cung chấn, và từ cung chấn di chuyển sang cung tốn, và từ cung tốn di chuyển sang cung ly, và từ cung ly lại trở về ban đầu là cung khôn. Đây là một vòng tròn theo kim đồng hồ, và tất cả khi di chuyển vào cung khảm thì đều phải đi vào trung ương, và tất cả những tổng số của trong trung ương đều là năm,
tức là ngũ nhập cung chung các bạn nhá thì mới đúng, tất cả đều tổng là số 5, và bốn cấp thì phải tổng đều ra 1368 là đúng các phương pháp. Các bạn tính chia hay là tính cộng, tính chia cho 9 hoặc trừ 9 thì đều các góc là kim nâu thân đều là ra một các bạn nhé, và kim nâu thê đều ra 3 khi mà ta chia cho 9 dư 3, và kim nâu tử thì đều chia 9 và dư 6, và tất cả tổng chia cho 9 mà dư 8 là kim nâu lục xúc. Đấy là phương pháp mà, và tất cả những cái số là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 khi chúng ta di chuyển mà nó trùng đúng vào những cung đấy thì là phương pháp tính đúng. Thì mình có hai phương pháp tính theo nội thông thư thì là một phương pháp, và hôm nay là phương pháp là tính theo Ngọc Hạp Chính Tông. Thì bây giờ các bạn đi theo mình di chuyển ma phương nhé, sau chúng ta tổng cộng xem có đúng như thế nhé. Đầu tiên là số 10 là 10 tuổi các bạn, đi theo mũi tên xuống dưới là 11 tuổi các bạn nhé. Tiếp đi xuống dưới là 12 tuổi, 12 tuổi này 12 tuổi là vào kim nâu thê các bạn nhé. Tiếp di chuyển sang cung khảm là 13 tuổi thì là vào cung khảm là không bị kim nâu các bạn nhé. Xem liên tiếp vào trung ương là 14, các bạn thấy là 14, số 4 cộng với số 1 là tổng là số 5 các bạn đúng không nào? Chúng ta di chuyển sang sang tiếp sang cung công cấn là 15. 15 hai số này 1 và cộng 5 cũng lại là 6 đúng không ạ? Và từ 6 ta di chuyển lên cung chấn là 7 thì 1 cộng với 6 là được 16 là 7, và từ 16 đi di chuyển lên là 17, 17 1 với 7 cộng lại là 8, có phải là lục xúc không ạ bạn đúng không? Tiếp 17 chuyển sang 18. 18 tổng là 9 các bạn nhá, 18 cộng 1, 1 cộng 8 là 9 là cung ni, và từ cung 10, 18 đời ta di chuyển sang 19 các bạn. Đấy, 19 nhá. Tổng hai số này 19, 19 mà ta trừ chia cho 9 thì 29 18 vẫn dư 1, cũng là ra kim nâu thê cung nâu thân các bạn nhá. Và từ 19 này về 20 ô xanh, các bạn thấy không? Đó là chuẩn chủng trùng ngay với cái số mà đầu tiên là 20 chỗ cung đoài các bạn. Đấy, số 20 mà cung 20 xuất phát xuống điểm. Từ 20 này các bạn di chuyển xuống 21 các bạn, đúng không ạ? 21 này các bạn cộng cho mình 21 là 3, có phải là ra 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 cung số 3 không ạ? Là đúng số 3 không? Hoặc các bạn là 21 các bạn chia cho 9 chẳng hạn thì 9 2 18 thì vẫn dư 3, thì vẫn là ra 3 tức là sát thê. Và từ 21 này các bạn di chuyển sang 22. 22 các bạn tổng của nó là không bị kim nâu các bạn nhá, là 4. Các bạn di chuyển lên trên là 23, 23 số 3, số 2 cộng với 3 tức là 25, tức là 5 các bạn nhá. 23 2 cộng 3 là 5 tức là số 5, tức là vẫn nhập vào cung chung nhá. Từ 23 các bạn di chuyển xuống 24 số 2 cộng với số 4 tức là 6, tức là sát và kim nâu tử, đúng số 6 chưa các bạn? Từ 24 các bạn di chuyển lên cho mình 25, 2 cộng 5 là 7, là không bị phạm nhá. Từ 27 các bạn di chuyển lên trên là 26, từ 25 từ 25 các bạn di chuyển 26, 2 cộng 6 tức là 8, tức là sát vào kim nâu lục xúc các bạn nhé. Sau từ 26 các bạn di chuyển sang 27, 2 cộng 7 tổng là 9, không bị phạm kim nâu. Từ 29 các bạn di chuyển sang, từ 27 di chuyển sang 28, 28 các bạn nhé, đấy, 28. Thì số 2 cộng số 8 tức là 10, 10 mà trừ đi 9 thì cũng dư 1, hoặc là các bạn chia 28 là 9, 3, 27 thì cũng dư 1 các bạn nhé. Cứ trừ hoặc chia 9 mà dư 1 thì nó ra kim nâu thân. Từ 28 các bạn di chuyển xuống 29, 2 cộng 9 tức là 11, mà có chia cho 9 thì 9 3 2 7 thì vẫn dư dư 2 thì cũng không phạm kim nâu nhé. Từ 29 các bạn di chuyển xuống 30, 30 đây trùng với 30 đầu tiên chưa các bạn? Trùng với 30 tức là nó không bị sai, di chuyển nó phải đúng vào số 30 thì là ta di chuyển đúng. Mà 30 các bạn 3 cộng 0 tức là vẫn là 3 thì cũng là kim nâu thê, mà các bạn chia 30 cho 9 thì 9 3 2 7 cũng dư 3, tức là phạm công nhiêu thê. Từ 30 các bạn di chuyển sang cung khảm là 31, 31 cộng 34, 3 cộng 1 là 4, không bị phạm. Từ 31 các bạn di chuyển vào trung ương thành 32. 32 này tổng của nó 3 cộng 2 tức là 5, cũng ngũ nhập cung chung các bạn nhá. Từ 32 các bạn di chuyển sang cung cấn là 33. 33 hai số 3 này cộng với nhau là tổng là số 6, hoặc là các bạn chia 33 này cho 99 9327 các bạn cũng vẫn dư 6. Cho nên là chúng ta vẫn là ra 6 là kim nâu tử. Từ 33 các bạn di chuyển lên cung chấn là 34. 34 các bạn nhé. 34 tổng là 7, không bị sại, không phạm kim nâu. Từ 34 các bạn di chuyển sang lên trên cung cung tốn là 35. 35 là tổng 3 với 5 tức là
là 8, mà các bạn có chia cho 3 năm mà chia cho 9 thì chia cho 9 thì các bạn là 9 94 93 94 36 93 93 93 27 thì vẫn dư dư 8. Đấy thì các bạn từ từ 34 các bạn di chuyển lên cung cung tốn thì chuyển sẽ là 30 năm. Thì 3 năm tổng của 3 năm tức là 8 mà các bạn chia 3 năm là chia cho 9 chẳng hạn thì 93 27 27 thì vẫn dư dư 8 các bạn nhá. Và từ 30 năm các bạn di chuyển sang sang cung ly là 36, 36 tổng 36 là 9 nhá, thì vẫn không bị phạm kim đâu. Từ 36 mà các bạn di theo mũi tên sang cung khôn tức là 37, 37 là 37 cộng 3 cộng 7 là 10, mà các bạn trừ đi 9 thì cũng dư 1 nhá. Mà hoặc là các bạn mà chia 37 cho 9 thì 9 43 9 93 27 94 36 thì cũng vẫn dư 1 các bạn nhá. Đó, thì nó cũng dư 1 cũng là kim đâu thân nhá. Từ 37 các bạn di chuyển xuống cung đoài là 38, 38, 3 cộng 8 là đi là 11 thì cũng các bạn có chia cho 9 thì cũng không không bị phạm kim lâu nhá. Từ 38 các bạn xuống 39, 39 tổng là cộng lại là thành 12, mà 12 các bạn trừ 9 thì nó cũng ra ra 39 thì mình cũng là 12 trừ 9 cũng dư 3 các bạn nhé. Đó, cho nên là các chúng ta sẽ hoặc là chúng ta 39 chia cho 9 thì vẫn dư dư 3 thì là vào kim đâu thê. Từ 39 các bạn di chuyển sang cung khảm là 40. 40 là trùng với 40 cũ kia chưa các bạn? Đấy nó đi phải đúng như thế thì nó mới không bị nhầm. Từ 40 các bạn lại di chuyển lên cho mình vào trung tâm là ngũ nhập là 41. 41 4 cộng 1 tức là 5, tức là vũ ngũ nhập cung chung nhé các bạn nhá. Cứ 5 sẽ vào cung chung. 4 rồi 41 rồi các bạn di chuyển cho mình xuống cung cấn là 42. 42 cộng lại tổng là 6 các bạn, vẫn là kim nâu tử, mà các bạn chia cho 8 thì nó vẫn dư ra ra 6 các bạn. Còn từ 42 các bạn di chuyển lên 43 là cung trấn nhá, thì 43 này tổng là 7. Từ 43 này các bạn di chuyển lên cung cung tốn là 44, 44 tổng của nó là cũng là 8, mà các bạn chia 44 cho 9 thì vẫn dư dư 8. Từ 44 các bạn di chuyển vào cung ly là 45, 45 cộng với 5 là 9 thì chỗ lời cũng là các bạn nhé, sẽ không phải kim nâu nhé các bạn nhé. Từ 45 di chuyển sang cung 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 khôn là 46. 46 thì các bạn tổng là 10, các bạn trừ đi 9 cũng dư 1 thì là càn cũng là bị kim nâu các bạn nhé. Từ 46 các bạn di chuyển sang cung đoài là 47. 47 là tổng là 11, các bạn trừ 9 đi cũng không cũng sẽ là không bị dư thừa 2, các bạn không bị kim nâu nhé. Từ 47 các bạn di chuyển xuống cung càn là 48. 48 tổng 48 là cộng là 48 là 12, mà các bạn trừ đi 9 thì cũng dư 3 thì vẫn là kim nâu, mà các bạn chia cho 48 chia cho 9 cũng dư 3 thì là kim nâu thê các bạn nhé. Các bạn di chuyển sang bên tiếp là 49. 49 thì là 49 tuổi các bạn nhé, thì tổng nó là 10 10 13 các bạn nhé, mà chia thì cũng không dư vào kim nâu thì nó là bị không bị kim nâu nhá. Từ 49 các bạn di chuyển vào trung tâm là ngũ nhập cung chung là 50 nhá, trùng với 50 cũ các bạn. Trùng 50 chưa? Nó đúng là nó sẽ vào trung tâm nhá. Từ 50 các bạn di chuyển sang cung cấn là 51. 51 thì tổng 51 là 6 thì các bạn cũng ra kim nâu tử nhá các bạn nhá, là sát con nhá. 51 từ 51 các bạn di chuyển lên trên cung trấn là 52 nhá, 52 tổng là 52 là 7 thì cũng không bị kim nâu các bạn nhá. Và từ 52 các bạn di chuyển lên cung tốn thì là 53, tổng 53 là 8 thì cũng ra cộng lại cũng ra ra 8 dư là 8 nhá, mà các bạn lấy 53 chia cho 9 cũng sẽ dư dư 8 nhá. Thì cho nên là nó là sát vào kim nâu lục lục xúc nhá các bạn nhá. Từ 53 các bạn di chuyển sang cung cung ly là 54, tổng là 9 thì cũng không bị phạm nhá. Từ 54 các bạn di chuyển sang sang cung khôn là 55. Tức 55 tổng là 10, các bạn trừ 9 dư 1 cũng, và các bạn chia cho 9 thì cũng dư 1, tức là nó bị phạm kim nâu thân các bạn nhá. Từ 55 các bạn di chuyển xuống cung cung đoài là 56. 56 thì tổng nó là 11, các bạn trừ vẫn dư 11 trừ 9 dư 2 thì cũng không vào không mặc kim nâu nhá. Từ 56 xuống 57. 57 các bạn tổng nó là 12, các bạn trừ đi 9 thì cũng dư 3, mà các bạn chia cho 9 cũng dư 3 thì nó là kim nâu thê. Từ 57 các bạn di chuyển sang cung khảm là 58 thì tổng là 13. Tổng là 13, các bạn trừ 9 thì cũng dư 4, không bị phạm kim nâu nhá. Các bạn di chuyển vào sang cung trung ương thì là 59. 59 cộng tổng là 14 là 5 59, mà tổng của nó thì các bạn trừ chia 9 thì cũng vươn ra dư 5 là vào nhập trung ương các bạn nhá. Nó là 14 nhưng mà các bạn trừ 9 đi thì vẫn còn là 5 nhá các bạn nhá. Thì còn từ 10 59 các bạn di chuyển sang cung cấn là 60. 60 6 cộng 0 vẫn là 0, cộng là 6 nhá, thì là nó là kim nâu.
tử nha các bạn nha, mà các bạn 60 mà chia cho 9 thì cũng dư 6 nhá. Từ 60 các bạn di chuyển lên 61, 61 tổng của 61 là 7 thì không vi phạm kim nâu. Từ 61 các bạn di chuyển lên cung tốn là 62, tổng 62 là 8, tức là vào kim nâu xúc nha, mà bạn lại 62 chia cho 9 cũng dư 8 các bạn nhá. Thì nó là xúc nha. Từ 62 các bạn di chuyển sang cung ly là 63, 63 tổng là 9 nhá. Thì nó là vào cung phạm kim nâu nhá. Và các bạn có chia cho 9 thì cũng dư dư 9 các bạn nhá. Thế là rồi là mình trừ 9 và bằng 9 nhá. Từ từ 63 các bạn di chuyển sang cung khôn là 64, 64 tổng là 10, các bạn trừ đi 9 thì cũng dư 1, vẫn là kim nâu thân nhá các bạn nhá. Từ 64 di chuyển sang cung đoài là 65, 65 tổng là 11 mà các bạn trừ 9 dư 2 thì cũng không bạn kim nâu nhá. Từ 65 các bạn di chuyển xuống cung càn là 66, tổng là 12, các bạn trừ đi 9 thì cũng dư dư 3 là cung, và dư 3 tức là kim nâu thê. Từ 66 các bạn di chuyển sang cung khảm là 67, 66 đi sang nó cũng là cung 7, 67, 67 tổng là 13 mà các bạn trừ 9 thì cũng dư 4 các bạn nhá, mà các bạn chia cho 9 thì cũng dư 4. Từ 67 các bạn di chuyển vào cung trung ương là 68, 68 tổng là 14, các bạn trừ 9 cũng dư 5 nhá, tức là cũng vẫn ngũ nhập cung trung nhá. Từ 68 các bạn di chuyển theo mũi tên xuống cung cấn là 69, tổng là 69 thì các bạn trừ gì chia cũng dư 6 các bạn nhá, trừ 9 hoặc tổng là 15 thì các bạn trừ 9 cũng dư 6 các bạn nhá. Thì nó sẽ rơi vào cung kim nâu tử là sát con nhá. Từ 69 các bạn di chuyển vào 70. 70 các bạn thấy trùng với cái 70 gốc chưa ạ? Đấy 70 xanh nhá, trùng với 70 trên góc là đúng cái cung của nó là 70 nhá, là di chuyển không sai nhá. Từ 70 các bạn di chuyển lên trên là cung tốn là 71, 7 với 1 cộng là 8 thì là sẽ là tròn 8 luôn, mà các bạn chia cho 9 cũng dư 8 thì là kim nâu lục xúc nhá, là sát các vật chăn nuôi. Từ 71 các bạn di chuyển sang cung ly theo mũi tên thì được tạ 72, tổng 72 là 9 các bạn nhá. Mà các bạn có chia cho 9 cũng dư 9 nhá, thì là nó sẽ là tròn 9 nữa, thì các bạn là vào cung ni nhá. Từ sau 72 các bạn di chuyển sang 70 cung khôn là 73, 73 tổng là 10 trừ 9 vẫn dư 1 các bạn nhá, vẫn là sát chính thân nhá. Từ 73 các bạn di chuyển xuống cung đoài là 74, tổng là 11, các bạn trừ trừ 9 vẫn dư 2, tức là không bị sai nhá. Và từ 74 các bạn di chuyển xuống cung càn là 75, tổng là 12 mà các bạn trừ 9 dư 3 các bạn nhá, là vẫn là kim nâu thê. Từ 75 mà các bạn di chuyển vào cung khảm là 76, tổng là 13, các bạn trừ 9 cũng dư 4. Từ 76 các bạn đã đi vào trung ương theo mũi tên đồng kim của ma phương là 77, 77 các bạn là cộng 27 14, các bạn trừ 9 vẫn dư 5 các bạn nhá. Từ 77 các bạn di chuyển sang cung cung cấn là 78, tổng là 15 các bạn nhá, 78 là 15, các bạn trừ 9 thì cũng dư dư 6 các bạn nhá, và các chia cho 9 cũng dư 6 các bạn nhá. Thì nó là vào sát nâu kim nâu tử nhá. Và từ 78 các bạn lên 79 là tổng là 16, các bạn mà có trừ chia cho 9 thì cũng dư 7 các bạn nhá, không bị phạm kim đâu. Từ 79 các bạn di chuyển lên trên cung tốn là vừa tròn 80 là khởi chuẩn nhá, 80 trùng với số 80 gốc các bạn. Các bạn nhìn 80 gốc của nó đều chóc trên chỗ cung tốn, tức là nó ghi chuyển mà đúng thì là ba phương chuẩn. Từ 80 các bạn di chuyển sang 81, 81 thì tổng là 9 nhá các bạn nhá, 8 cộng 1 là 9 chứ không, mà các bạn chia cho 9 cũng vẫn dư 9 nhá, bằng 9 các bạn, thì là cũng không phạm nhau nhá. Từ 81 các bạn di chuyển theo mũi tên sang cung khôn là 82, tổng là 10, các bạn trừ 9 cũng dư 1 là cung là sẽ là kim nâu thân nhá. Từ 82 các bạn di chuyển xuống cung đoài là 83, 83 cộng là 11 mà các bạn trừ 9 dư 2 thì là cung đoài nhé, không bị kim nâu. Từ 83 các bạn di chuyển xuống cung cung càn là 84, tổng là 12, 84 tổng là 12, trừ 9 cũng dư dư 3 các bạn nhá, thì cho nên là cũng phạm kim nâu của thê nhá. Từ 84 các bạn di chuyển cho mình sang cung khảm là 85, tổng là 10 13, các bạn trừ 9 dư 4 nhá. Từ 85 các bạn di chuyển sang vào cung trung ương theo mũi kim đồng hồ theo nhập cung trung là 10, 86, 86 tổng là 14 mà các bạn trừ 9 thì cũng dư 5 là cũng ngũ nhập cung trung nhá. Từ 86 các bạn theo ma phương này di chuyển sang 87, 87 tổng là 15, các bạn trừ 9 thì dư 6 nhá, cũng là bị kim nâu tử sát con nhá. Từ 87 các bạn di chuyển theo mũi tên lên trên là 88, 88 tổng là 16, các bạn trừ 9 thì cũng dư 7 thì là không vi phạm kim nâu nhá. Từ 88 các bạn di chuyển lên trên cung cung tốn là 89, 89 tổng là 17, các bạn trừ 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 cho 9 chia cho 9 đều dư 8 nhá, thì là sẽ là kim nâu thục xúc nhá. Từ 89 các bạn di chuyển vào trung ương là chi vào cung ly là 90 nhá, là chuẩn với cung gốc của nó nhá. 90 các bạn nhìn 90 xanh di chuyển gốc của là 90 là an đúng nhá. Từ 90 các bạn di chuyển cho mình sang cung khôn là 91, tổng là 10, các bạn tổng là 10, các bạn trừ 9 thì cũng ra dư 1 nhá. Rồi tất cả theo lại tiếp theo xuống dưới là 92, tổng là 11 thì
thì các bạn lại sẽ là trừ 9 dư 2, các bạn di chuyển xuống dương là 93, thì trừ đấy cũng hết dư 3 hoặc chia cho 9 cũng dư 3, rồi trừ 93 tức lại về với cung khảm là 94, tổng trừ 9 dư 4, trừ 94 với trung ương là 95, ta trừ 9 dư 5 nhá. Và từ 95 ta di chuyển sang sang cung cấn là 96, là trừ 9 thì dư 6 các bạn nhá. Rồi từ 96 chúng ta di chuyển 97, tổng là 10 16 các bạn trừ 9 thì cũng giữ 7 các bạn nhá. Từ 97 các bạn di chuyển sang là 98 nhá. 98 thì các bạn tổng chia 9 9 với dư 8 là lục xúc nhá. Từ 98 di chuyển sang cung ni là 8 là 99 nhá. Là tổng 9 cứ chia cho 9 thì vẫn dư 9 nhá. Và từ 99 các bạn lại di chuyển về trung tâm ban đầu là 100. Đây là cái ma phương di chuyển như vậy, và tất cả những cái ô xanh bốn góc là đều phạm vào kim nâu theo phương pháp của Ngọc Hạp Chính Tông. Còn tất cả những cái ô đỏ 4 5 5 cung ô đỏ là những cái năm mà chúng ta không bị phạm kim nâu thì chúng ta chọn làm nhà được. Cho nên các bạn tổng cộng chưa phương pháp nào chăng nữa thì phương pháp này là phương pháp mà chúng ta di chuyển ma phương chuẩn nhất, và phương pháp này cũng là tính theo phương pháp của một số cái kênh trang bây giờ là cứ lấy hai số đuôi của tuổi tuổi âm, tức là ví dụ các bạn lấy năm hiện tại trừ đi năm sinh của mình cộng với một là số âm, thì cứ hai cái số đuôi của số âm cộng lại mà nó ra 1368 thì nó trùng với phương pháp tính rồi. Đấy là một phương pháp tính theo Ngọc Hạp thì rất trùng rất nhiều phương pháp, nhưng một số phương pháp các bạn đang khởi bị sai phần đầu là do cái ma phương vẽ của các tác giả bị không vẽ rõ ràng và rất nhiều người bị nhầm lẫn, cho nên là cách tính 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 tứ trụ kim nâu là bị sai nửa phần đầu đến 50, từ 50 về sau là một số mới tính đúng. Cho nên là các bạn tính phương pháp này khởi từ cung khôn là 10 và đi theo mũi tên như thế là ma phương chuẩn nhất. Sau khi các bạn mà tập mà học thuộc như phương pháp này thì các bạn tự chọn cho mình là theo phương pháp Ngọc Hạp như thế nào, những cô ung ô xanh số xanh bốn góc này là tứ trụ kim nâu là chúng ta là tránh làm nhà, còn những cung đỏ thì các bạn là làm nhà rất tốt, và các bạn là kết hợp với phương pháp mà hoàng ốc hoặc là các bạn pháp với bát cầu cửu trạch của mình thì cũng là sẽ là phương pháp là nó trùng rất nhiều cái đẹp và cái hay. Sau đây là các bạn khi thuộc rồi các bạn có thể chuyển sang cái ma phương của bàn tay, cũng di chuyển này các bạn có thể tính trong tay mà không cần phải cầm bút giấy. Sau khi các bạn vừa tham khảo cái phương pháp mà tính theo ma phương của bản đồ của cái sơ đồ mà nắm rõ rồi thì các bạn chuyển sang khởi trên ma phương tính trên bàn tay trái của các bạn, thì các bạn dùng bàn tay trái của mình để tính cái phương pháp vừa rồi. Thì phương pháp tứ trụ nâu tính trên con tay trái, bàn tay trái thì các bạn cũng chia là lấy ba ngón giữa thì cũng khởi từ cung 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 khôn là số 10 các bạn nhé, nhất kim nâu thân các bạn nhé. Thì số 10 các bạn di chuyển xuống cung đoài là 11 các bạn này, là cung là số được 20 nhé, các bạn 20 này, các bạn xuống cung càn là 30 này, cung khảm là 40 này, cung trung ương là cung 5 là giữa trung âm này, và từ trung ương các bạn đốt con giữa các bạn di chuyển sang cung cấn là đốt con tay gốc con tay trỏ các bạn nhé. Sau đấy các bạn cung cấn các bạn di chuyển lên cung trấn là 70 này, cung trấn 70 này, và cung tốn là 80 này. Đấy, cung 8 vượt cung tốn các bậc di chuyển sang cung ni là 90 này. Đấy, và nó có 9 bước đi các bạn nhé, các mũi tên được 9 bước đi này, 1 này, bước xanh mũi tên này, 2 là đoài di chuyển này, 3 là di chuyển sang cung khảm này, 4 các bạn di chuyển vào trung ương này, từ trung ương các đi bước bước 5 là các bạn mũi tên đi sang cung cấn này, từ cung cấn các bạn di chuyển cung trấn này, và từ cung trấn các bạn di chuyển sang cung tốn này, và từ cung tốn đi sang cung ni này. Thì các bạn khi các bạn di chuyển từ khi phương ma phương các bạn nắm được từ cung khôn này là khởi từ 10 các bạn nhé, thì các bạn sẽ di chuyển xuống cung đoài là 11 tuổi này, xin xuống xuống cung càn là 10 12 này, 12 này thì các bạn là 13 các bạn di chuyển vào cung khảm là 14 vào trung ương này, và 15 thì ra cung cấn này, và 16 là cung trấn này, 17 là cung tốn này, 18 là các bạn vào cung ni này, và 19 các bạn về cung cung khôn này. Khi là cứ cứ theo cái mũi tên xanh này các bạn là đi được cái ma phương nhá, và nó sẽ tổng của nó các bạn ấy cộng nó sẽ là các phương pháp của trên thì các bạn đã nắm rõ rồi các bạn nhá. Thì cái tổng ví dụ là 10 này, 11 này, 10 thì các bạn trừ đi 9 cũng dư 1 nhá. Xuống đây 11 mà hai tổng là 11 là cộng là 2 nhá, là cung đoài nhá. Và xuống đây là 10 11 thì là 12 nhá. Xuống cung càn là 12, 12 tổng 12 cũng là 3 nhá. 3 thì vào kim nâu thuê các bạn nhá. Từ 12 này các bạn di chuyển sang đây là 13 nhé, 13 tổng là 4 nhé. Từ 13 các bạn di chuyển lên trên trung ương là 10, 14 nhé, tổng là 5 các bạn nhé, là ngũ nhập cung trung nhé. Và các bạn từ 14 các bạn di chuyển sang cung cấn là bị kim nâu 14 là kim nâu 5 nhé, tổng là 6 nhé, thì là kim nâu thê các bạn nhé. Và 16 này các bạn từ 15 này các bạn di chuyển cho mình lên trên cung trấn nhé. Đấy, cung, từ 15 này các bạn 16 này, 16 tổng là 7 các bạn nhé, không bị sao nhé. Từ 16 là các bạn di chuyển lên đây là 17, 17 tổng của 17 là 8 nhé, thế là nó sẽ
giống hệt luôn cái ma phương ở cái bản đồ mà các bạn vừa xem phía trước trên. Cho nên là cách các khi bắt các bạn tính bấm độn người là các bạn di chuyển theo kim đồng hồ này là tính cho mình được 10 này, khôn này, 20 đoài này, 30 càn này, 40 khảm này, 50 vào trung ương này, 60 vào cấn này, 70 vào trấn này, 80 tố và tốn này và 90 vào ni này. Đây là cái ma phương đường đi của cái bản đồ vừa rồi các bạn nhé. Cứ đến cung khảm là sẽ rẽ vào trung ương và tất cả nó tổng của các bốn góc này là đều ra cung khôn là tổng trừ chia 9 đều ra 1. Và tất cả cung đoài tổng trừ chia 9 đều dư 2. Đấy. Tất cả các tổng và số cung di chuyển tuổi của mình là cung càn đi vào cung càn đều dư 3, tất cả vào cung khảm thì đều dư 4 và tất cả vào trung ương cộng trừ chia 9 đều dư 5 là ngũ nhập cung chung. Và từ cung trung ương này các bạn di chuyển là cung cấn thì tất cả những cái số tổng vào đây thì trừ đi chia 9 đều dư ra ra cung 6 là sát sát về lục lục sát tử. Và từ từ cung cấn này di chuyển sang cung chấn này tổng và trừ chia 9 đều ra 7 gặp nhá. Và khi di chuyển từ cung chấn lên là trung cung tốn mà tổng của các tuổi thì đều dư cộng chia 9 đều dư 8 các bạn nhá, thì nó ra là kim nâu lục xúc là chăn nuôi. Thế các bạn khởi ví dụ 10 tuổi các bạn khởi từ đây, các bạn 11 các bạn vào đây, 12 xuống đây, 13 vào đây, 14 vào đây, 15 đây, 16 đây, 17 đây, 18 đây, 19 đây, 20 và trung tâm về đó lại 21 ra đây. Các bạn cứ khởi đến 100 được các bạn và nó cứ trùng vào bốn khôn này, càn cấn tốn là tứ trụ kim nâu, còn vào ni đoài khảm trấn trung ương là không bị kim nâu. Đấy là phương pháp tính theo cái ngọc học chính tông. Cho nên bây giờ hiện tại một số phương pháp tính ở bây giờ đang bị sai sót do các cái tác giả là biên soạn rồi là dịch có thể là bị sai, cho nên là bây giờ là rất nhiều người là đang bị tính sai trên 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 các cái trang. Còn đây là mình chia sẻ một phương pháp tính theo ngọc học, một phương pháp tính theo thông thư, thì chúng ta có hai cách tính thì các bạn tham khảo một cách phương pháp nào các bạn thấy nó trùng và nó giống nhau nhiều nhất, nó chuẩn nhất thì các bạn áp dụng cho mình. Chính vì Đức Nhân TV đã chọn lọc cho các bạn hai phương pháp là một cuốn thông thư. Cuốn thông thư các bạn, đây là cuốn thông thư mình đã chia sẻ cho các bạn phương pháp trước là thông thư. Đấy, và cuốn ngọc hạp thì mình chia sẻ với các bạn là cách tính theo theo ngọc hạp các bạn nhé, ngọc hạp chính tông. Thì hai phương pháp này là những cái cuốn sách hay để chúng ta tham khảo. Còn trong những cái tác giả làm nên cuốn sách này có thể là cái người lập ra thì không sai là đúng, nhưng mà một số tác giả dịch có thể là dịch hoặc là làm nên các cái biên soạn có thể là bị sai sót cái ma phương di chuyển mà chúng ta là người học giả là bị áp dụng vào đấy một cách máy móc là hoàn toàn là bị sai. Cho nên các bạn khi mà các bạn tính đúng thì nó sẽ toàn bộ 1 3 6 8 đi vào đúng bốn cung khôn càn cấn tốn còn nhá. Nếu mà tổng nó đều ra 1 thì nó vào cung khôn, 3 nó vào cung càn là đúng với 1 3 6 8 nhá, 6 nó vào cung cấn và 8 nó vào cung tốn là chuẩn luôn. Còn tất cả tổng của di chuyển vào trung ương đều là ngũ nhập cung chung, tổng đều vào bằng 5, tổng đều bằng 5 các bạn nhé, hoặc trừ chia 9 đều bằng 5 thì vào trung ương đúng cái câu quyết là ngũ nhập cung chung và 1 3 6 8 là tứ trụ kim nâu. Đấy các bạn nhé, đúng câu quyết luôn. Mà tính từ 10 khởi từ cung khôn, 11 ở đoài, 12 cung càn, 13 khảm, 14 vào trung ương, 15 cấn, 16 trấn và 17 tốn, 18 ni, 19 thì lại vào cung khôn, tức là di chuyển tổng của nó các bạn. Cái phương pháp mà các bạn nãy mình tính ở trên cái bảng đầu tiên các bạn vừa xem thì đây là các bạn khi thuộc rồi các bạn áp dụng trên ngón tay như vậy để các bạn bấm độn cho mình một cách chuẩn nhất mà không cần giấy bút, một phương pháp tính chuẩn nhất. Cho nên mình ghi rõ từ mục này cung khôn ghi ra ngoài là 10 tuổi là kim nâu, nhất kim nâu là kim nâu thân là kỵ chính chính bản thân, và đoài là 20 là không bị kim nâu nhá, và xuống cung càn là những người bị nhị kim nâu là kim nâu thê là vào số 30 các bạn nhé, và tổng đều ra 3 nhé. Và sang cung cấn là kim nâu tử là kim nâu sát con, và cung tốn là kim nâu lục xúc là sát các con vật chăn nuôi, chỗ con vật chăn nuôi. Còn bốn cung là ni đoài khảm trấn và trung ương là những tuổi mà di chuyển vào cung đỏ thì đều là những chọn được làm nhà theo phương pháp ngọc hạp chính tông. Còn tất cả những tuổi mà tính vào ô cung xanh thì đều phạm vào sát tứ trụ kim nâu. Mà cái bảng tính này các bạn đã có tất cả những con số để các bạn có thể áp dụng làm nhà, các bạn dựa trên bảng thầy hàm hoàng ốc hoặc các bạn dựa vào các cái phương pháp là bát cẩm trạch mình tính để các bạn được trạch tìm trạch làm nhà nữa thì rất là tốt. Và sau đấy mình sẽ có chia sẻ các bạn các phương pháp là tháng nào động thổ tốt nhất cho những tuổi nào và những ngày nào nên động thổ và phương vị nào, bởi vì trong một số sách tính theo chi chẳng hạn mà chọn giờ ấy thì theo chi có thể hoàng đạo nhưng đến theo can có thể bị phạm sát chủ. Thì sau đây Đức Nhân TV sẽ có những video chia sẻ các bạn kỹ càng để các bạn lựa chọn cho mình những cái giờ chuẩn nhất hoặc phương pháp tính nó hay nhất để các bạn có thể áp dụng cho mình mà không phải đau đầu, không phải suy nghĩ
mà không bị theo các cái khác mà làm cho chúng ta phải 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 rối rắm đau đầu để chúng ta không có đáp số. Thì phương pháp này với phương pháp thông thư kia cho là một hai phương pháp, là có hai cuốn sách mình chia sẻ các bạn. Còn thách sách nào đúng sách nào sai mình cũng không biết, nhưng mà hai phương pháp mà chúng ta có những dữ liệu đều ra 1368, phương pháp tính thông thư kia cũng ra 1368 theo kiểu khác. Đấy. Phương pháp này thì ma phương di chuyển theo đúng như bát cửu trạch, ma phương đi đúng y bát cửu trạch các bạn nhé, để tính ra trạch mệnh, định tài trạch. Còn nếu chúng ta không đi đúng ma phương là sẽ ra đáp số sai, mà nửa của 50, từ 10 đến 50 là một số các bác bây giờ đang tính trên một số trang là đang bị sai, sẽ đến tính kiểu sẽ bị thiếu tuổi của những người tuổi cuối, còn từ 50 đi mới đúng, cho nên là các bạn đang bị sai sót rất nhiều, và một số trang bây giờ hiện tại đã đang sai sót về phương pháp ma phương khởi sai. Cho nên các bạn áp dụng theo sách là bị khởi sai, ma phương sai cho nên nó bị ra đáp số sai. Còn khi ma phương đúng thì các bạn dựa trên phương pháp này các bạn tổng nó đều ra đúng như các bạn đoán luôn, mà các bạn chia kiểu gì hai số cuối cũng ra đúng như theo phương pháp này. Đây là một phương pháp mà mình thấy nó rất là hay. Phương pháp này và phương pháp thông thư là hai pháp là mình đang nghiên cứu là nó từ xưa nay và để chia sẻ các bạn. Đấy là một cái phương pháp tính tứ trụ đều theo Ngọc Hạp, các bạn nhé, Ngọc Hạp Chánh Tông mình chia sẻ các bạn. Còn cái phương pháp trước là mình tính theo thông thư, chúng ta là người học giả chúng ta nghiên cứu thôi, nhưng mà có những sách đúng sai thì mình không nói, nhưng mà hầu như là có thể là soạn giả hoặc là khi biên soạn hoặc là ma phương bị nhầm cái là tất cả chúng ta là người học giả đi sau là rất dễ bị nhầm và sai sót. Đấy, và làm cho tất cả những người đi xem sau, người xem vào các cái kênh xem là nó không khớp nhau, ông này nói kia ông kia nói kiểu, chính vì vậy chúng ta lại làm cho những người xem là người này nói xấu người kia, làm cho chúng ta bị đau đầu vắt óc, mà chúng ta bị làm cho nó loạn lên, nó làm loạn lên mà không thể có cái đáp số nào. Cho nên mình chia sẻ hai phương pháp để các bạn nghiên cứu hai phương pháp các bạn nhá. Còn phương pháp cái này các bạn tổng cũng giống hệt cái phương pháp này, tổng tổng của hai số đuôi mà tuổi âm nó đều giống phương pháp này luôn, nó trùng hạt luôn, mà nhưng mà các bạn lại không giải thích được. Còn đây là phương pháp giải thích cho các bạn luôn, ra ra tổng nó như thế nó chuẩn luôn, mà tất cả di chuyển vào cung trung ương đều là năm, tổng đều là năm, cả ngũ nhập cung trung và bốn cung là tứ trung nên là đều ra 1368. Đấy là phương pháp số chuẩn, và tất cả những số khởi từ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 đều trùng vào những số mà đã đặt từng từng cung một trong chín cung của cái phương pháp tứ trụ đầu này, là cái na phương na bàn này, và cái bàn tay này mình chia sẻ lên để các bạn nắm được khởi trên tay. Đó là một phương pháp để chúng ta tham khảo, để chúng ta có những cái phương pháp lựa chọn sáng suốt nhất để làm cho mình một ngôi nhà gặp nhiều may mắn. Đó là những cái phương pháp tham khảo các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta là những người học giả, mình nói là những người học giả thì chúng ta là nghiên cứu lại xem là cái gì đúng cái gì sai các bạn nhé. Còn chúng ta mà chúng ta cũng như ngày nay mà chúng ta là không làm chuẩn mà chúng ta lại in ra một quyển sách nó không đúng thì thế hệ sau lại làm bị sai, tức là nó sai mãi. Chúng ta phải tìm điểm sai của người khác để biết được thì chúng ta mới là người có cái một chút trí tuệ. Còn chúng ta cứ áp dụng một cách máy móc thì nó làm cho rất nhiều 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 cái sai sau này. Chính vì mình giữa hai cuốn sách này nó đã khác nhau rồi, hay khác nhau rồi, nhưng mà nó vẫn có ra 1368, nhưng cách tính hai cái nó khác nhau. Đấy, nó ra cái tuổi mụ, nó do ra cái tuổi âm thì các bạn nó đều ra cách phương pháp khác nhau. Đó là một cái nào làm cho bản thân mình là người nghiên cứu đã thấy có những cái không biết phương nào đúng phương nào sai, nhưng phương pháp này các bạn mà xem thì nó rất trùng hợp rất nhiều phương pháp các bạn đã hiện đã đang tính. Nhưng các bạn đang bị tính trước kia một số cái mình xem một số trang là đang bị tính nửa đầu là bị sai, không di chuyển đúng cung mà không di chuyển đúng ma phương, mà các bạn không nói rõ ma phương đi thế nào, mà chỉ đến 50 mới nhập vào trung ương, nhưng cái này nó tính từ 10 đến 14 nó nhập vào trung ương rồi, tức là tổng nó là năm rồi, thì đều tổng là đều ngũ nhập cung chung. Đấy, và bốn góc khôn càn cấn tốn đều ra 1368, đều tổng ra 1368. Đó là phương pháp là chuẩn nhất. Cũng có thể là ngày xưa thì các một số các cái đạo sĩ, một số mà thầy ấy, người ta có thể thêm bớt để nòe bịp người dân, cho nên người dân để người dân không biết, để có thể dọa để phải xem này xem đấy kia. Đấy là các bạn phải nhớ là như vậy, thì một số người nghiên cứu là phải là sâu là nắm được là có thể là thầy giấu nghề hoặc là làm khác đi để bịp để dọa đấy chẳng hạn. Thì đây là cái phương pháp ma phương theo đúng cái phương pháp di chuyển của bát cẩm trạch các bạn nhá, đúng ma phương như thế luôn, mà đều nhập cung chung là ngũ ngũ nhập cung chung luôn, tổng đều là nằm vào cung chung, và bốn góc khôn càn cấn tốn đều là 1368, là đúng tứ trụ kim đồng các bạn nhé. Đây là một phương pháp mình chia sẻ các bạn để các bạn có thể tham khảo. Còn các bạn có cái gì phương pháp hay các bạn có thể cũng đưa lên chia sẻ, nhưng mà để làm cho người xem làm sao chúng ta có một cái lòng tin đấy, và chúng ta có một cái để quyết định cho mình một cái phương pháp thì chúng ta đỡ bị bảo tại sao cái chỗ kia xem kiểu này mà chỗ này xem kiểu này mà nó không đúng, mà để cho những cái bình luận ở dưới nó không, người ta làm cho đau đầu, người ta bình luận vào nó không văn hóa không hay lắm, thì chúng ta làm sao để cho mọi người xem để thấy nó có những cái dữ liệu chuẩn đáp số đúng
thì người ta không phải đi xem chỗ khác nữa và cũng không phải xem vào cái trang khác nữa. Đó mới là cái tốt nhất của những người chúng ta là người nghiên cứu và người làm YouTube các bạn nhé. Thì mình cũng là người thích đọc sách nhiều, nhà mình rất nhiều sách các bạn và được rất nhiều thầy tặng sách và mình học rất nhiều cùng các bậc thầy rất giỏi và mình cũng phải tham khảo các thầy nữa để mình làm ra một cái video ngày hôm nay các bạn nhé. Nên mình chia sẻ các bạn như vậy. Mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh TV. Các bạn mà thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh để mình có những cái video chất lượng chia sẻ các bạn, để các bạn có những cái để lựa chọn sáng suốt nhất và hay nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh TV. Một lần nữa xin chào và chúc các bạn và gia đình các bạn có những cái may mắn trong cuộc sống và luôn an bình trong cuộc sống. Xin chào và gặp lại các bạn video sau. Xin chào. Thank you.